Tập 2. Đi thôi công chúa. Dương gia, đi thôi. Dương gia. Dương gia. Dương gia. Dương gia. Dương gia. Muốn chiến phải có người chết. Hai quân giao chiến thì kẻ thắng làm vua. Nộp mạng đi. Người dám chơi bản dương, dùng binh khí đi. Kính An Dương, ông già rồi. 3 năm trước ông và ta còn có thể chiến đấu 200 hiệp. Hôm nay ông lại không chịu nổi quá 3 chiêu. Kẻ sĩ có thể chết không thể nhục. Giết ta đi. Anh hùng cô quạnh khi về già. Hôm nay ta sẽ không giết ông. Hôm nay cũng không cần chiến tiếp nữa. Nợ ngươi một mạng, trả lại cho ngươi là được. Con của ta chỉ có mùi máu tanh mới có thể đánh thức lòng trung nghĩa của người Yên. Con trai ta sẽ báo thù rửa hận cho ta. Còn ngươi sẽ không bao giờ được yên ổn đâu.
Tiểu Dương gia, Tiểu Dương gia không sao chứ? Trưởng công chúa, Tiểu Dương gia chưa chết. Trưởng công chúa. Trưởng. Mẹ. Thiếu gia, đến rồi. Sở Bất Tiên. Dương gia, cha, con trai đã đến muộn rồi. Cha, con đã đến muộn rồi. Đồng chứ, chăm sóc tốt cho lão gia. Tiểu Dương gia, chịu tội đi. Lục Kha, chúng ta quen biết 10 năm, từng cùng ra chiến trường. Ngươi rất hiểu ta. Ngươi nghĩ ta sẽ mưu phản sao? Ngươi tự ý xông vào Dương cung, ý đồ hành thích bệ hạ, là sự thật mọi người đều thấy hết. Xin thứ cho Lục Kha, chỉ có thể bắt người theo pháp luật. Đây giống là một âm mưu thôi. Yên Dương ghen ghét ta có nhiều công lao, cấu kết với Sở Bất Tiệp, đặt bẫy muốn loại bỏ Kính An Dương phủ ta. Bệ hạ có lệnh, giặc trong Hà Hiệp dối vua phản nước, giết không tha. Dương gia, cẩn thận.
Mau uy hiếp ta đi. Mau uy hiếp ta. Tránh ra. Tướng quân, tất cả đứng yên. Tránh ra, lui về sau. Đồng chứ, chúng ta đi. Dân. Đồng chứ, ngươi đi trước đi. Thiếu gia, đi đi. Dân. Đa tạ. Tướng quân, tất cả đứng yên. Chớ đuổi chặt đến đường cùng. Biên quan đã đặt nhiều cạm bẫy. Thiên la địa võng, chúng không thoát được đâu. Tiểu kính An Dương, đừng quay lại nữa. Dương gia, chúng ta còn nửa ngày đường thủy là có thể lên bờ rồi. Lại gần bờ. Được. Đừng cử động lung tung. Vết thương sẽ tách ra đó. Vết thương quá sâu. Gần đây có thầy thuốc. Còn không xử lý nữa sẽ chết mất. Nào, uống mấy ngụm đi. Có thể giảm đau đó. Là ai đã khiến cho cô bị thương vậy? Đây là của cô sao? Rốt cuộc cô là ai? Cá nướng xong rồi. Dương.
Công tử, ăn chút đi. Ai? Cô nương à? Cô nương, ăn một chút đi. Ngon lắm. Cô bị thương rất nặng. Sau đó công tử nhà chúng tôi băng bó đơn giản cho cô. Cô ăn một chút đi. Có sức rồi chúng ta mới có thể lên đường chứ. Rồi tìm lang trung tốt cho cô sao? Không phải. Công tử à, nói với cô ấy rõ lâu mà cô ấy không có chút phản ứng nào hết. Không phải là người câm đấy chứ? Câm ư? Thú vị đây. Ta bỗng dưng thích sự phản kháng không biết tự lượng sức của cô. Dù cô có nói được hay không, có điểm này cô phải nghe rõ cho ta. Ta đã cứu mạng của cô thì mạng của cô chính là của ta. Ta nói gì cô làm nấy, có hiểu không? Phim được thuyết minh bởi Aramat Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Cô nương, cô sao vậy? Cô khát hả? Muốn uống nước đúng không? Mặc nhiên, sao vậy? Cô ấy khát rồi, muốn uống chút nước thôi.
Đuổi theo. Tỉnh lại đi. Thế nào rồi? Cô nương này bị thương khá nặng, có sống được không? Phải xem vận may của cô ấy. Để ta bóc cho cô ấy mấy thằng thuốc. Được, xin mời. Dương gia, đây là thư khẩn của bệ hạ, đã là bức thứ 10 rồi. Hối người lập tức về kinh. Mạc Nhiên, gửi lại canh cô ấy đi. Căn dặn đại phu dùng thuốc tốt nhất để cứu chữa. Áo choàng trên người của cô ấy là của Hạ Hiệp, nhất định phải khiến cô ấy tỉnh lại, chúng ta mới có thể biết được chân tướng. Dương gia, nữ tử này vô cùng cổ quái, lỡ như cô ấy lại chạy nữa thì sao? Không cần cản, âm thầm đi theo cô ấy. Nhất định không thể để cho cô ấy chết. Rất có thể cô ấy là người ta đã quen biết. Thần Sở Bắc Tiệp khấu kiến bệ hạ. Ái Khanh không cần đa lễ, mau bình thân. Lần này một mình đệ vào thành Trường Tử của Đại Yên, lấy tiếng làm lùi, không phí một binh một tốt, đã diệt được Kính An Dương phủ, đúng là một công lao lớn. Bệ hạ, đó là diệt Kính An Dương phủ e còn quá sớm rồi. Nói như vậy là sao? Hà Thắng của Kính An Dương phủ đã chết, chẳng phải ngay cả Kính An Dương phủ cũng đã bị Mộ Dung Tiêu châm lửa đốt rồi hay sao? Tuy Hà Thắng đã chết, nhưng mà tiểu Kính An Dương Hà Hiệp đến nay vẫn không rõ tung tích. Tuy thần may mắn diệt được Kính An Dương phủ, nhưng mà trong trận chiến thành Bồ Bản, hắn thực sự đã thắng. So với Hà Thắng tuổi tác đã cao, Hà Hiệp tuổi trẻ khỏe mạnh càng đáng lo ngại hơn. Thần đã sai người lùng bắt khắp nơi, nhưng mà Hà Hiệp đã không thể giúp sức cho nước Yên. Tuy không diệt tận gốc, nhưng mà cũng không đáng lo. Nay nước Đại Yên không còn Kính An Dương phủ, giống như hổ mất vuốt, chim ưng mất cánh, đã thành cá thịt trên thớt. Sở Bắc Tiệp, để nên mau chóng dẫn quân về, chuẩn bị cho lần bắt phạt tiếp theo. Bệ hạ, bắt phạt vừa dứt, nếu lại đổi chiến sự, e sẽ là bất lợi cho Bách Tính. Bao năm nay quanh Đại Tấn ta chiến tranh liên miên, chi phí quân dụng cực lớn, Bách Tính lao động thiếu thốn khổ không tả nổi. Huống hồ nay đã diệt trừ Kính An Dương phủ, nước Yên và Đại Tấn không còn tai họa ngầm nữa. Thần xin bệ hạ giữ bình yên cho Bách Tính Yên Tấn. Ý đệ muốn nói, rõ ràng ta đã giao ước với Đại Yên, chỉ cần diệt trừ Kính An Dương phủ sẽ giao hảo với Đại Yên, tại sao lại không giữ lời hứa, lật lọng chứ gì? Thần không dám. Ta đã cho hắn thời gian và cơ hội để xả hơi. Nếu như không phải vì giao hẹn này, nay đệ đã lấy được đầu của hắn trong Dương Cung Đại Yên từ lâu rồi, chứ không phải đứng đây nói đổ khổ của dân gì đó cho ta nghe. Đây là việc đệ phải lo lắng sao?
Thần xin bệ hạ nghĩ kỹ. Thần khởi bẩm bệ hạ, để tướng quân đi đường xa đến, e là đi đường mệt nhọc, vẫn chưa nghĩ ra kế sách phá địch, cho nên mới nói như vậy thôi. Xin bệ hạ cho thêm thời gian tính kế lâu dài. Đi đường mệt nhọc hay sao? Ta thấy đệ chán sống thì có. Quả nhân hỏi đệ, lúc chinh chiến đệ ra trận dở quẻ, hành sự quái gở. Sau đó quả nhân gửi 10 phong thư khẩn, lệnh cho đệ về triều, đệ nhắm mắt làm ngơ. Quả nhân bồn chồn không yên, vô cùng lo lắng về trận này của đệ. Đệ đáng tội gì chứ? Xin bệ hạ bất giận, đại tướng quân vừa lập công lớn, không thưởng mà phạt, e là khó yên lòng người. Chỉ bằng bệ hạ để đại tướng quân lập công chuộc tội. Được, ta cho đệ một tháng, đệ hãy quay về úp mặt vào tường hối cải, nghĩ chiến thuật chiến lược của đệ, chuẩn bị cho lần bắt phạt tiếp theo. Nếu như không thì đệ hãy mang đầu đến gặp ta. Tan triều, tan triều. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Dương gia, trưởng công chúa, Sính Đình xin thề nhất định sẽ tìm thấy tiểu Dương gia, liều chết cũng bảo vệ chu toàn cho huynh ấy. Hai vị trên trời linh thiêng, xin phù hộ cho huynh ấy, phù hộ cho chúng con. Vào đi. Dương gia, tại sao ngươi lại về đây? Mặt tướng thất trách đã để cô gái ấy chạy mất rồi. Cô ấy bị thương nặng như vậy, sao có thể chạy thoát ngay dưới mắt của ngươi được? Đều tại tôi. Ban đêm lúc cô ấy chạy đi, thật ra ta đã phát hiện từ lâu. Ta nghĩ cô ấy bị thương nặng như vậy, cho rằng không cần trông chừng chặt chẽ như thế, nên cứ đi theo cô ấy từ xa. Không ngờ đi vào một rừng cây. Rừng cây này giống như mê cung, ta đi đến đâu cũng là đường cùng. Vòng mấy vòng, vòng thế nào cũng không thể ra ngoài được, bị kẹt trong rừng cây suốt một đêm. Đến khi trời sáng, sương mù tản đi, mới nhẹ nhàng đi ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Dương gia, lẽ nào cô nương này biết dùng ma thuật? Ngươi còn nhớ trận chiến khi xưa ở thành Bồ Bản không?
Dạ nhớ. Lần ấy cũng rất bất thường. Nếu như ta đoán không lầm, rất có thể cô nương này chính là cao nhân khi ấy đã đứng trên tường thành dùng tiếng đàn chỉ huy chiến trận giúp Hạ Hiệp. Mặt tướng thất trách đã để cô gái khó giải quyết như vậy chạy mất. Dương gia, xin Dương gia thứ tội. Ta sẽ lập tức phái người điều tra tin tức của cô ấy. Đứng dậy đi. Dù là ta cũng không ngờ lại là cô ấy. Cô ta có bản lĩnh này, có thể thoát khỏi tay ngươi cũng không lạ gì. Ngươi không cần tự trách bản thân. Nhưng mà có lẽ nơi họ muốn đến cũng là Ngũ Lão Phong. Dù là cô ấy hay là Hà Hiệp đã chạy thoát từ tay của Lục Kha, chúng ta đều không cần đuổi theo. Điều nên đến ắt sẽ đến. Sở Bắc Tiệp ta ở đâu thì họ sẽ đến đó thôi. Tiểu Nhị, cho bát trà đi. Được. Có ngay. Đi. Họ dán gì vậy? Lại tuyển binh rồi. Không phải vừa đánh xong hay sao? Sao lại chuẩn bị đánh trận rồi? Đánh trận không chết người hay sao? Chẳng phải lần trước mới chết hay sao chứ? Lần này phải bổ sung vào. Đáng thương quá đi. Người làm lính đáng thương quá. Nói chết là chết. Người làm lính đáng thương, vậy thì bách tính không đáng thương hay sao? Đầu tiên là tuyến binh, sau đó là thu thuế. Cứ chờ đi. Khách quan, trà của cô đây. Không nguội không nóng, rất vừa miệng. Ai bảo không phải chứ? Ta còn chẳng được ăn no. Nếu thật sự phải đi, nhất định không được đi. Dù sao cũng không liên quan tới chúng ta. Không thể để cho con mất cha được, phải không? Thành Kiến Khang có Hoa Gia, tuy không phải hoàng thân quốc thích, nhưng mà buôn bán tơ lụa rất lớn, được xem là nhà giàu ở Giang Nam. Nhà họ có cô con gái độc nhất là Hoa tiểu thư, làm người tri thư đạt lễ, phẩm mạo đoan trang. Sao vậy? Tướng quân đã có cô nương mình thích rồi hay sao? Có thể xem là như vậy. Khi ta còn niên thiếu đã gặp cô ấy một lần. Không ngờ đại tướng quân cũng biết đùa như vậy đó. Ngài thấy ta giống đùa hay sao? Ta vốn chỉ biết bệ hạ đại tấn ta chung tình, Dương hậu liên tục khuyên nhủ, ngài ấy mới phong một Trương Quý Phi. Không ngờ đại tướng quân cũng là một người si tình, từ gặp thời niên thiếu mà đã nhung nhớ đến nay. Lão phu quá hổ thẹn. Không biết thiên kim nhà nào có phúc phận này. Ta còn không biết tên của cô ấy là gì. Sau đó chưa từng gặp lại cô ấy lần nào hết. Thì ra là như vậy. Nhưng mà nam nhân có tam thê tứ thiếp cũng là chuyện thường thôi. 15 hàng tháng qua tiểu thư kia sẽ dâng hương đánh đàn ở tỉnh Tư Lâu đối diện. Hôm nay ta đặc biệt mời ngài đến đây, chính là muốn để cho ngài nghe thử tiếng đàn của Hoa tiểu thư. Người ta nói đàn cũng như người, ngài có thể tìm hiểu thử phẩm tính của cô nương này. Nếu như thái quý không làm quan thì làm ông mai cũng được đấy. Chỉ đáng tiếc lại không chuyên tâm, không giỏi đánh cờ. Sơ suất rồi, sơ suất rồi. Ta không đi. Tiểu thư của ta ơi. Trần Ma, các người lui xuống hết đi. Cô đừng có tùy ý nữa mà. Cô mau ngồi xuống đánh đàn đi. Đừng có nghĩ đến Trần công tử kia nữa. Người làm mai cho cô lần này là thái quý đại nhân. Sở Bắc Tiệp kia là con nuôi của thái hậu, đại tướng quân đương triều đấy. Chúng ta không thể đắc tội được đâu. Không thể nào đắc tội được đâu. Cô đó, hãy ngoan ngoãn ngồi đây đánh đàn đi. Đừng có căng thẳng, cứ như bình thường thôi.
Ta canh ở ngoài cho cô nha. Có chuyện gì cô gọi ta là được rồi. Được rồi, nghe lời đi tiểu thư à. Mau đánh đàn đi mà. Mau đi. Mau đi đi. Ngoan ngoãn đàn nha. Nghe lời đi mà. Hay lắm, hay lắm. Ngài nghe thấy không? Nhất định là Hoa tiểu thư đang đánh đàn. Ta vốn cho rằng con gái thương gia dù biết đánh đàn cũng chỉ là học đòi văn vẽ, chơi bời mà thôi. Không ngờ kỹ năng đánh đàn của vị tiểu thư này lại cao siêu như vậy. Đúng là ta đã xem thường người ta. Không biết Hoa tiểu thư này có từng ra ngoài lãnh thổ chưa? Hoa phủ nhiều đời buôn bán ở Trung Nguyên, chưa nghe nói có người từng ra ngoài. Nhưng mà khúc nhạc này lại đến từ Long Sóc ngoài lãnh thổ ta. Ở Trung Nguyên có rất ít người biết đánh đàn. Không biết Hoa tiểu thư này đã học được thế nào chứ? Chuyện này tướng quân định đi đâu vậy? Vẫn chưa đàn xong mà. Tri âm khó gặp, bắt tiệp, muốn gặp Hoa tiểu thư.